Ronaldo đối đầu với hai kẻ thù không đội trời chung. Ronaldo là một cầu thủ mà hầu như ai cũng yêu mến bởi tài năng và cá tính của mình, nhưng cũng có những đồng nghiệp không coi anh ra gì. Có nhiều người cho rằng họ ghen ghét tài năng của Ronaldo, mà Ibrahimovic và Balotelli là những trường hợp trong số đó. Ibra và Ronaldo vốn không ưa gì nhau và đây là cơ hội để nhiều kẻ rỗi hơi bị chuyện. Một trong những câu nói của Ibra bị làm giả, Ronaldo là một kẻ ăn may, anh ta luôn có vé ngồi hàng đầu để xem Messi nẵng mất giải thưởng. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của Mr. Zero được chúng mình đính kèm dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Cristiano Ronaldo là một tài năng kiệt xuất không cần bàn cãi trong thế giới bóng đá. Nhưng nhân tài khi đã khẳng định được giá trị bản thân thì ngoài việc thu hút lượng fan khổng lồ thì số lượng anti-fan cũng sẽ tăng lên. Nhất là với một cầu thủ trước đó còn khá màu mè như CR7. Và hai trong số những cái tên không ưa anh 7 chính hiệu phải kể đến Ibrahimovic và Balotelli. Ấy thế mà Ronaldo đã có dịp được đối đầu với cả hai anti-fan chân chính này trong cùng một trận đấu. Đó chính là trận lượt về vòng 1/16 trong khuôn khổ Champions League mùa giải 2008-2009 giữa Manchester United và Inter Milan. Ngay khi trận đấu được bắt đầu, Cristiano Ronaldo đã có màn chào sân khi nhận bóng bên hành lang. Nhưng đối mặt với cầu thủ mang áo số 7 của MU bên kia chiến tuyến lại là một Javier Zanetti quá đổi dày dặn kinh nghiệm, nên pha bóng trôi qua chóng vánh khi hậu vệ đội trưởng của Inter Milan đã dễ dàng hóa giải ý đồ của Ronaldo. Sau pha tự lực cánh sinh bất thành, lần này CR7 đã gọi thêm đồng đội để làm dày quân số. Một tình huống mà hậu vệ cánh của MU trận đấu đó, John Oshie, có pha lên tham gia tấn công để hỗ trợ người đồng đội thực hiện một màn chồng biên. Ronaldo có màn đụng độ trực tiếp với Mario Balotelli sau khi nhận đường phất bóng bổng từ đồng đội. CR7 đỡ bước một chuẩn xác rồi thực hiện màn bắn tốc độ bên hành lang trái. Nhưng Balotelli đã xuất hiện và đã có một tình huống đẩy người vô cùng lộ liễu khiến Cristiano Ronaldo ngã sóng xoài trên sân. Tiếp tục là một đường bóng dài của các cầu thủ Man United đến địa chỉ quen thuộc mang tên Ronaldo. Lần này pha đỡ ngực của siêu sao Bồ Đào Nha không được suôn sẻ khiến anh bị mất đà. Tuy vậy, bằng nỗ lực của mình, Ronaldo vẫn giành được trái bóng cho MU. Sau một hồi chuyền qua chuyền lại, bóng lại về với vị trí của CR7 và thoáng thấy bóng dáng thân quen của Balotelli lại chuẩn bị tiến gần. Sau biết bao nỗ lực, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Trong tình huống hoán đổi vị trí cho nhau, Wayne Rooney bất ngờ xuất hiện ở hành lang cánh và có đường tạt bóng cực kỳ chuẩn xác để bên trong cho Cristiano Ronaldo có một cú băng cắt đánh đầu dũng mãnh hạ gục Julio Cesar, mang về lợi thế dẫn tới 2 điểm cho Manchester United khi trung vệ Vidic cũng đã xé lưới Inter trước đó cũng bằng một pha đánh đầu. Ronaldo và Balotelli lại một lần nữa chạm mặt nhau trong trận đấu. Lần này, người phạm lỗi vẫn là tiền đạo người Italia khi Ronaldo liên tục có những pha phô diễn kỹ thuật bỏng mắt. Tuy nhiên, khác với tình huống đầu trận, lần này Super Mario đã bị trọng tài thổi phạt và còn tặng luôn một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.
Cristiano Ronaldo có một pha tả xung hữu đột trước vòng vây của các cầu thủ Inter Milan. Khi có pha đua tốc độ rất nhanh từ vạch giữa sân, anh vượt qua đến 3 cái bóng áo xanh đen trước khi bị Samuel truy cản vô cùng thô bạo, khiến cho Ronaldo phải nằm sân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Tuy vừa mới bị bầm dập, nhưng Ronaldo khi vẫn đang ở độ tuổi máu chiến thì vài ba cú ngã với anh không thành vấn đề. Tiếp tục lại là một màn solo của cầu thủ người Bồ Đào Nha trước hàng thủ của các nhà đương kim vô địch Serie A thời điểm đó. Lần này CR7 đã có thể dứt điểm, nhưng cú sút cuối cùng của anh lại đưa bóng đi thiếu chính xác và không có gì nguy hiểm với thủ môn của Inter Milan. Thời còn sắm vai một tiền vệ chạy cánh ở Man United, Ronaldo được biết đến là cầu thủ có lối đá tuy hoa mỹ, nhưng những pha biểu diễn kỹ thuật của anh có hơi rườm rà. Chính vì thế, CR7 luôn khiến các cầu thủ đội bạn tỏ ra khó chịu. Điều đó cũng là nguyên do khiến Cristiano Ronaldo bị Montari dẫm thẳng đôi giày lên bàn chân của mình khi tuyển thủ áo đỏ đang có màn múa lửa hơi thừa thải. Manchester United được hưởng một quả đá phạt trực tiếp với khoảng cách tầm 30m. Ronaldo là người thực hiện và anh đã lấy đà rất xa rồi tung cú sút sở trường rất nhanh và mạnh. Bóng bay thẳng vào khung gỗ của Inter Milan với tốc độ bàn thờ. Rất may cho Nerazzurri khi Julio Chiesa đã chọn đúng vị trí và cản phá thành công tình huống nguy hiểm này. Dẫu cho thủ môn người Brazil cũng phải rất vất vả để đấm quả bóng ra xa khung thành. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Cristiano Ronaldo đã có trận đấu chói sáng để giúp Man United giành chiến thắng 2-0 trước Inter Milan của Ibrahimovic và Balotelli, qua đó cũng hiên ngang bước tiếp vào vòng tứ kết Champions League. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.